Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đa Huy đang có mặt ở trung tâm chế tác bonsai của anh Dũng Coca. Và hôm nay Bà Sa Đa Huy đến thăm trung tâm để chia sẻ cho quý vị những tác phẩm của anh. Và ngoài ra thì quý vị sẽ được biết những cái thay đổi của trung tâm sau khoảng 6 tháng thành lập. Và Bà Sa Đa Huy nhìn thấy trung tâm rất nhiều những cái thay đổi rồi. Cái thay đổi nhìn thấy nhất đó là hiện nay những tác phẩm đã nhiều hơn rất nhiều. Cái lượng khách hàng mang đến cho anh nhờ anh làm đá, Bà Sa Đa Huy đã thấy quá nhiều rồi quý vị ạ, dày đặc cây rồi quý vị ạ. Thì để hiểu rõ được cái sự phát triển của trung tâm sau khoảng 6 tháng thì chúng ta sẽ đến và trò chuyện với anh Dũng Coca. Anh em chào anh nhé. Chào Bà Sa Đa Huy, chào tất cả anh chị em. Hôm nay thì em đến thăm trung tâm mà cũng ngỡ ngàng luôn, thấy cái sự phát triển quá lớn của trung tâm. Vì thấy cây san sát thế này và rất nhiều những cây đang xếp hàng để chờ anh làm đá, thì thấy cái mức độ phát triển trung tâm phải là khá lớn. Cảm ơn Đức Huy. Cũng là cái hôm đầu khi hôm khai trương là đã có cả Bà Sa Đa Huy đến tham dự chung vui với chúng anh. Vâng. Thì trải qua từ ngày 22 tháng 11 đến bây giờ thì trước mắt Đức Huy thấy là cũng có những cái tín hiệu rất là đáng mừng. Vì mọi người đã biết đến nhiều hơn cái không gian trung tâm chế tác của anh. Vâng. Mà cũng đặt niềm tin ở đây rất nhiều, cho nên là cái lượng cây mà anh em mang đến để anh thi công tạo tác cũng ngày một nhiều hơn. Vâng ạ. Thì chúng ta sẽ đi vào xem khám phá cái trung tâm của anh, xem cái lượng cây lớn thế nào quý vị nhá. Đây quý vị cứ nhìn thấy này, xếp hàng dài này quý vị này. Đây là cái khu chế tác đá của anh quý vị nhá. Và khi những cái cây này làm xong là anh chuyển ra ngoài bảo dưỡng hả anh? Đây, trong quá trình ban đầu thì những cây này bao giờ nó cũng là nó giống như một người ốm. Đây là làm xong rồi anh nhỉ? Mới làm xong thì anh sẽ ủ nó bằng giá thể để giúp cho nó tăng được cái độ ẩm để nó ra rễ và ra lá mới. Vâng ạ, đây là những cây làm xong này, anh đang ủ này. Và sau cái giai đoạn này thì anh sẽ đưa ra vườn, đúng không? Lên chậu, đúng không? Sau cái giai đoạn này thì có hai hình thức. Một là khách hàng sẽ nhận cây mang về. Vâng. Để nhà chăm sóc. Và cái thứ hai nữa là có những anh em là tiếp tục quay đầu để thực hiện một cái dịch vụ thứ hai nữa là cắt tỉa tạo dáng và hình thành một cái tác phẩm hoàn thiện tại đây. Vâng ạ. Quý vị tham quan cái khu chế tác của anh. Mọi thứ thì nó vẫn còn đang ở trong cái giai đoạn là đơn sơ. Tuy nhiên là những cái thành công ban đầu thì nó cũng đã bắt đầu có. Anh em ở các vùng nhiều miền lắm, cũng đã tin tưởng và để giao cho anh những cái tác phẩm, những cái đứa con cưng của, dạ, của vâng. Mọi người. Từ cái đà này thì em nghĩ là cái vườn này sẽ không đủ cái diện tích để chứa cái cây của khách, đúng không anh? Ngay bây giờ thì nó đã quá chật rồi. Trước đây thì khi bắt đầu hình thành trung tâm thì cái diện tích vườn này nó được 2.200 m. Và bên cạnh đây thì còn xịt son 1.000 m nữa. Thì bây giờ anh đã bắt đầu triển khai san lấp và làm giải phóng xong mặt bằng rồi. Đã bắt đầu có thể là cây vào tiếp theo được rồi. À, nghĩa là anh tới đây là anh sẽ có hơn 1.000 nữa. Hơn 1.000 nữa. Hơn 1.000 nữa để mở rộng vườn, đúng không? Mở rộng vườn. À. Tại vì cái không gian này là hiện tại là đã không đủ cho cái việc là tiếp nhận cây và chăm sóc cây cho mọi người rồi. Đấy quý vị ơi, quý vị thấy chỉ có khoảng 6 tháng thôi mà cái không gian vừa rồi là anh chia sẻ hơn 2.000 m², đúng không? Hơn 2.200 m. Thì hôm đó Bà Sa Đa Huy đến là thấy không gian rất là rộng. Nhưng mà hiện nay là đã chật cứng rồi. Tất cả từ trong ra đến ngoài là gần như là các cây đến đây là phải xếp lốt rồi là chờ đợi rất là nhiều. Cũng là rất là sốt ruột, nhưng mà vì là cái việc này nó là một cái việc mà sáng tạo những cái tác phẩm nghệ thuật. Cho nên nó cũng không thể nhanh hơn được. Thứ hai nữa là ngoài cái việc mà anh em giúp đỡ phụ giúp ra thì những cái việc chính vẫn là anh làm một mình gần như 100%. Dạ, chính thế cho nên là cái tốc độ như thế, mặc dù làm cả ngày lẫn đêm, nhưng mà vẫn không kịp đáp ứng hết được cái nhu cầu của
anh em khách hàng người chơi trên cả nước mang đến. Quý vị yêu cây hiểu là cái này là cái sáng tạo nghệ thuật. Thì làm nghệ thuật thì khác với là làm những cái công việc đơn thuần, đúng không anh? Đúng rồi, vì là nó là những sản phẩm của tư duy mà. Tư duy. Cho nên là không thể nào mà mang đến đây là ngay lập tức là mình có thể làm ngay được. Đúng, vì đúng. Là nó là khi mình gọi nó là một tác phẩm nghệ thuật thì nó phải không được giống nhau. Mà không được giống nhau thì cái tư duy người nghệ nhân người ta cũng cần phải có đủ một khoảng thời gian để cho, giống như mình nói là phải đủ yêu, đủ cái duyên cần thiết thì mới tạo lên được. Vâng. Có thời gian suy tư, đúng không? Đúng rồi. Tư duy và có đưa ra những cái nét đá có cái tính sáng tạo. Đúng rồi. Mới, đúng không? Vì là mỗi một cây, anh ấy thường nói là cái cây nó dạy mình làm. Thành ra là mỗi một cái cây thì nó giống như con người, mỗi cây thì có một cái tính nét, mỗi cây có một cái sự khác biệt khác nhau, có cây, mỗi cây nó có một cái đẹp tiềm ẩn khác nhau, cho nên mà là một người thợ như mình phải có trách nhiệm khai phá được cái đó để tăng được cái giá trị cho cái tác phẩm của khách hàng. Vâng ạ. Anh ấy thấy ngay bây giờ thì anh em mình đã đi cho quý vị ngắm khái quát rồi. Giờ ngay bây giờ thì chắc là quý vị cũng nóng lòng muốn ngắm những cái tác phẩm của anh, những cái cây có thể những cái cây hoàn thiện rất lâu của anh nhờ, những cây đã xuất hiện ở triển lãm nhiều rồi, và bên cạnh đó thì một số những cái tác phẩm mới chẳng hạn thế anh nhá. Anh em mình sẽ đi nghe, ngắm một số anh cây sẽ đi. Giới thiệu với Huy luôn cái tác phẩm này luôn. Cây này là cây cũng là cây mới này. Cây này nó là một cây mới, cây này thì chưa xuất hiện trên thị trường lần nào, tại vì là nó đang là một cái cây mà đang trong quá trình chế tác. Vâng ạ. Anh vừa mới xén qua cái bông để thiết lập các cái chữ tên tuổi ở đây. Cái tác phẩm này được anh đặt tên là tác phẩm Quải Thạch Đằng Vân. Quải Thạch Đằng Vân. Quải là cõng đấy. Vâng. Cõng đá và cưỡi mây. Tại vì là nó là một cái cây hoành ở trong một cái cung độ rất là lớn. Vâng. Vì ạ. Là nó có một cái khoảng cách hoành của nó dài đến tận 2 mét. Thế nên là để tạo được cho nó có một cái sự đối trọng được cân cắn thì đằng sau lưng nó này anh đã cho lên một hòn đá, và sau lưng nó có một khối đá đủ nặng để làm cái vật đối trọng để cho cây nó hoành ra, cảm tạo nên cái cảm giác cân bằng, tạo ra các cân bằng. Vâng. Cái cây này đã được bắt đầu thực hiện nó vào ngày 15 âm lịch tháng 7 năm 2010, đến bây giờ đã được gần 14 năm tròn rồi đấy. Vâng ạ. 14 năm tròn rồi. Nhưng cái tác phẩm này thì chắc là còn khoảng 2 đến 3 năm nữa thì nó sẽ là làm một tác phẩm hoàn thiện đầy đủ để có thể ra sân chơi được. Vâng ạ. Vì thấy cũng 14 năm ở đây quý vị ạ. Và thời gian theo như anh chia sẻ là 2 năm nữa thì là 16 năm. 16 năm. Vì một cái tác phẩm như thế này thì đến bây giờ nó mới đạt được đầy đủ cái bộ khung. Vâng ạ. Đạt được đầy đủ bộ khung vì tất cả những cái tay này là anh nuôi từ đầu, từ mầm một cái mầm mới từ năm 2010, từ một cái mầm con như thế này mà đến bây giờ nó đã có cái đường kính của cái cành này nó khoảng 7 đến 8cm này rồi, thì mà lại được cắt giật xử lý các cái kỹ thuật rất là nhiều này thì nó cũng bị hạn chế về cái tốc độ phát triển. Vâng ạ. Tuy nhiên là phải mất 14 năm trời thì những cái vết sẹo này nó mới đủ liền, và những cái đường của bộ xương gọng nó mới đạt đến cái độ để bắt đầu mình có thể đưa vào hoàn thiện bộ tán được. Vâng ạ. Vì biết là anh Dũng Coca là một người có rất nhiều những cái cây quý hiện nay, là gần như là anh ấy thổi hồn từ những cái cây rất là bình thường thôi. Cây này anh bắt nguồn từ mua được của em Thăng ở dưới Điền Xá. Vâng. Điền Xá. Khi anh mua thì cây này nó là một cái cây trực. Vâng. Khi mua được là cây này nó là một cây trực thì nó có một cái điểm để mình có thể đảo dáng được. Tức là ở cây này là cây trực thì nó là một cái, trước đây nó là một cái cây long. Dạ. Vâng. Chắc là cho một quá trình bị gặp phải sự cố về thời tiết dẫn đến cái cây nó bị xé toác. Xé toác thì mọi người đang hình thành lại cái ngọn nhưng mà nó ở trong một tư thế cây trực. Thì anh mua về và anh đảo dáng nó để biến nó thành một cái cây hoành như bây giờ. Dạ vâng. Như cái việc đảo dáng đấy thì nó tạo cho cái cây nó có được một cái nét cây mới lạ hơn. Tuy nhiên là chính vì cái sự đảo dáng đấy nó sẽ làm cho cái quá trình phát triển của cây nó bị chậm lại. Vâng. Nó bị chậm lại. Thế chính vậy cho nên là mình phải cần có một cái đủ thời gian. Có nhiều người nghĩ là làm một cây xanh thì
có thể là vì cây xanh nó lớn nhanh nó có thể làm trong vòng 4-5 năm, 6-7 năm nó có thể hoàn thành được. Nhưng mà không, đấy là có một cái suy nghĩ nó hơi nhầm. Cây xanh nó phải để đẹp được nó phải từ 10 năm trở lên. Dạ vâng. Nó mới đủ để cái thời gian để mình biến tấu các cái thành phần chính ở trong cây. Ví dụ như là cây xanh thì phải có cắt giật chẳng hạn. Những cái cây này anh áp dụng cách cắt nhả, nhưng mà kể cả qua cắt nhả thì từ một cái sẹo vết cắt lớn như thế với một cái nếp da nó chỉ mỏng như cái đóm, nhưng bây giờ cái da đấy nó to bằng cái cốt của cái tay, thì nó là cần phải có cả một quá trình rất là dài về chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là thả sổng để làm sao nó đạt được cái tiêu chí mình đặt ra. Vâng ạ. Anh em mình sẽ đi ngắm tiếp một số cây nữa anh ạ. Ở đây thì cũng có một số cây là anh em đã từng quen thuộc rồi. Nhưng mà ví dụ như là những cái cây này thì... Đây, những cây này anh đang làm cái gì đây anh? Anh đang khắc cái tên nó lên trên đá. À, khắc cái tên. À, cây này là cây... cây tọa sơn quan lưu thủy. Tọa sơn quan lưu thủy thưa quý vị này. Cây này cũng được bắt nguồn cũng như là đã từng trả lời ở trên trang của Bonsai Đức Huy rồi. Là vâng. Cây này anh đào dáng cũng từ một cây long. Vâng. Nó cũng là một cái cây mà nó bị lỗi hoàn toàn rồi, gần như là những cây lỗi, những cây cắt bỏ đi rồi. Cây người khác theo như anh Dũng thì chia sẻ là những cây người khác gọi là bỏ đi đấy, đúng không? Nhưng với anh thì cái điều đấy là nói lên được là khi mình tình yêu đủ lớn ấy thì không có cái gì gọi là phải bị bỏ đi hết. Nếu mình yêu thì mình sẽ làm cho nó biến từ một cái gọi là củi cũng có thể trở thành một tác phẩm nếu mà cái tình yêu đấy nó đủ lớn. Vâng. Ngoài ra thì nó cũng nói lên cái tài năng của anh. Mỗi một cây thì sẽ phải có một cái tên. Chào hai anh nhá. Đây quý vị nhìn thấy. Mỗi một cái cây thì phải có đây một cái tên, thì anh đã đặt tên cho cây này và đây hôm là nay thì một nghệ nhân này đang khắc chữ này. Cây này là đang khắc cái chữ tọa sơn quan lưu thủy đây. Đúng rồi. À, cũng có nhiều anh em thắc mắc là tại sao ở trên các tác phẩm của anh thì anh lại hay sử dụng chữ Hán Nôm để đưa vào. Vâng. Vì chữ Hán Nôm thì nó là một cái gần như là một cái công trình về chữ viết vô cùng lớn của cha ông ta để lại từ ngàn xưa. Thì những cái chữ này, những chữ Hán Nôm này thì nó là cái bản chất nó là dạng chữ phồn thể mà nó lại là dạng chữ tượng hình. Vâng. Chính vì thế cho nên là nó thì nghèo từ nhưng nó giàu nghĩa. Chính vì vậy cho nên là mình sử dụng những cái chữ Hán Nôm này để đặt tên cho một cái cây thì mình có thể đặt một cái tên ngắn nhưng mà ý nghĩa của nó thì lại nhiều. Vâng. Cái thứ hai nữa là sử dụng chữ Hán Nôm để đặt cho một tác phẩm ấy thì nó mới đủ cái tính nguyên mẫu của nó. À. Vì cái một cái chữ này nhưng mà trong ngữ cảnh, trong cách dịch, cách hiểu của từng người thì nó lại rất là khác nhau. Chính bởi vậy cho nên anh muốn đặt cái chữ nguyên bản là theo cái từ phiên âm là tọa sơn quan lưu thủy như thế để cho khi mà người thưởng lãm người ta xem được thì có thể là vì cái tính tò mò mà người ta phải tìm hiểu, thậm chí phải hỏi người, hỏi chủ nhân, hoặc là người ta sẽ có thể tra cứu trong các cái tư liệu để người ta biết được là cái ý đồ của tác giả là như thế nào. Vâng ạ. Cái tọa sơn quan lưu thủy là hình ảnh của một người thủ lĩnh ngồi ở trên núi cao nhưng mà thể hiện cái hành động quan sát của mình là lưu thủy, có nghĩa là dòng chảy. Dạ vâng. Thì dòng chảy đấy có nghĩa là gì? Dòng chảy đấy là dòng đời. Dòng đời thì nó giống như một dòng nước, nó không dừng lại. Nhưng mà nó liên quan đến nhân sinh, đến những cái diễn biến của nhân tình thế thái. Vâng. Thế thì ai có thể ngồi ở trên cái tư thế cao đấy để mà quan sát hết tất cả về nhân tình thế thái thì chỉ có những cái bậc thủ lĩnh thôi. Dạ vâng. Những bậc thủ lĩnh thôi. Thì cái ý tưởng để đặt cái tên này cho một cái tác phẩm này nó là như vậy. Vâng ạ. Đấy. Nó là tư thế ngồi, tư thế quan sát của một người thủ lĩnh. Cái cách nhìn của chúng ta thì nó chỉ mang tính phiến diện. Em rất là thích cái nét sáng tạo của anh. Đó là cái cành rơi này, anh nhỉ? Cành này thì ở trong cây xanh, nếu trong cây tùng thì người ta sẽ gọi là cành rơi. Vâng. Nhưng trong cây xanh thì không phải, nó không có cành rơi. Cành xà. Mà cành gọi là cành la. À, cành la, cành bổng. Cành la, cành bổng. Đấy, cành la. Nó thay vì đối nghịch với cành bổng thì nó là cành la. Cành la. Còn cành rơi thì ở trong cây tùng, ví dụ như là trải qua dông bão, cành nó bị gãy xả.
Nhưng vì cái sức sống mãnh liệt, cái cành tùng này nó vẫn mạnh. Vâng. Nhưng nó thể hiện cái ở trong cành tùng là nó thể hiện cái điểm yếu ấy, cái điểm mà người ta hay gọi là mỗi một người thì có một cái điểm yếu. Thì trong cái cây tùng nó thể hiện cho bậc chí nhân quân tử, nhưng trong cái bậc chí nhân quân tử thì vẫn có những cái điểm yếu. Vậy thì cành rơi đấy nó thể hiện cho cái sự mềm yếu nhất. Dạ, đấy. Vâng. Còn ở trong cây xanh này thì gọi là cành la. Cành la đúng không? Chúng ta đến với một cái cây xanh giáng long. Cây xanh này là cây xanh long giáng, nhưng mà cũng được anh thiết lập từ năm 2010. Vâng. Cắt cụt hết đi, để lại mấy cái đốc tay thôi. Và làm lại nó từ đầu. Làm nó từ đầu. Thì cây xanh này anh làm với một cái ý tưởng là một cái cây long già, nhưng mà ôm ấp, chiều chuộng và nâng đỡ những cái đứa con. Thì ở trong này nó có cảnh con ấp con bồng. Anh đặt tên cây long này là lão long hướng tử. Lão thì, long hướng tử. Lão long hướng tử. Lão long là cây long già đấy. Vâng. Nhưng mà hướng tử là đang hướng dẫn, huấn luyện những cái đứa con mình. Nhưng mà nó chỉ là hướng dẫn thôi, chứ không phải nó mang tính chất là huấn luyện nó nặng nề hoặc là nó quá là áp đặt. Vâng. Thì ở đây, ở dưới này, cái cây long này nó có những cái điểm lạ là ở dưới là có một cây tử. Mà cây tử này nó ôm ấp vào lòng mẹ, thể hiện như là một đứa con ngoan ấy. Dạ vâng. Thế còn ở trên tay này là một cái cây long con, nó có một cái biểu hiện về hình thái của nó giống như là cây mẹ. Nó cũng đầy đủ những chi tiết bộ phận của nó. Nhưng đây nó là một cái cách để mình xử lý không gian. Vì giữa cái tán một này với cả cái bông ngọn kia nó quá xa. Dạ vâng. Thì nếu mà để thiết lập những cái tay bông tán thông thường ấy thì nó sẽ không đạt được cái tiêu chí đấy. Vâng. Thì anh phải thiết lập một cái cây long con ở bên trên đấy. Vừa để giải quyết phần không gian, nhưng mà cũng lại tạo nên một cái ý tưởng mới là con thì ấp ở trong lòng, mà con thì bồng ở trên tay. Dạ vâng. Đấy, thể hiện cái tình mẹ. Cây long thì bao giờ cũng thể hiện cho mẫu tử. Dạ vâng. Thì đây là thể hiện cho tình mẹ. Còn cái ngay ở cái tay này thì ở phía trước Đức Huy có thể nhìn thấy cái tay này là nó cảm giác như nó phóng thẳng. Dạ vâng. Nhưng mà ở góc này nhìn thì cái tay này gần như là ôm tròn. À, vâng vâng. Nó thể hiện cho cái sự ôm ấp của người mẹ đối với cả những cái đứa con thân yêu của mình. Che chở cho con. Che chở. Đấy, quý vị nhìn thấy cái nét cuộn này. Trong cái cách thiết lập này. Nét cuộn đứng ở đây chúng ta nhìn thấy này. Đấy. Nét cuộn này. Là nó cuộn quay trở vào hết thì nó để thể hiện cái sự ôm ấp của người mẹ. Thế còn nếu cái tay này nó đi thẳng thì nó lại cương nghị quá. Vâng. Nó lại không phải tính cách của người mẹ. Đấy, vì cái ý tưởng nhân văn anh ấy xây dựng cho tác phẩm và anh có chia sẻ thì quý vị mới hiểu. Và nếu anh không chia sẻ thì chúng ta cứ nghĩ là những cái bông thông thường thôi. Nhưng đây là thể hiện cho một cái đứa con đang được người mẹ được bồng lên. Cái đứa con thứ hai ấy thì tất nhiên là đối với tình mẹ thì đối với một người mẹ thì đứa con nào cũng được yêu chiều như nhau. Vâng. Sẽ không có sự phân biệt đối xử của cha mẹ đối với những đứa con trong gia đình. Tuy nhiên những đứa con thứ hai nó là những đứa nó bé hơn thì nó phải được ôm ấp, nó được bồng đỡ. Thế nhưng mà còn có một cái hay nữa là ở trong cái quan niệm của anh ấy thì những cái đứa con thứ hai thì bao giờ nó cũng là cái đứa mà nó hội tụ nhiều hơn. Các cụ nói là gai ngọn nhọn hơn gai gốc. Nó hội tụ nhiều hơn cho nên là cái sự thông minh của nó và cái sự láu lỉnh của nó muốn thể hiện nó cũng giống như là cái thân hình của người mẹ. Cho nên là cây long này anh thiết lập nó đúng hình dáng của cây mẹ luôn. Vâng. Đây, tuyệt vời quý vị ạ. Còn rất nhiều quý vị nhé. Chúng ta sẽ đi ngắm một số tác phẩm nữa. Một tí về tác phẩm kia. Cây nào anh? Đây, cây này cũng là cái cây mà có nhiều người ở trên anh em ở trên cộng đồng mạng và trong làng cây là đã biết đến cái cây này. Vâng. Cây này thì nó không phải là một cái cây lớn như là mọi người vẫn xem. Vâng. Đây là một cái cây bonsai ở size nhỏ. Nhưng anh làm cái cây này thì lại với một ý tưởng khi thiết lập nó thì đưa nó lên hòn đá này. Vì thay vì cái giai đoạn mà mọi người thích những cây lùn lực trồng trên chậu ấy. Vâng. Thì anh lại muốn là một cây lùn lực như này, nhưng mà để vì nó lùn thì phải đưa lên đá. Nhưng mà đưa lên đá thì phải đưa như thế nào đấy để cho thể hiện cái cây nó cao vời vợi. Nhưng nó lại không phải là cái giống như cái tình trạng là nối chân cho nó lên. Vâng. Thế thì ở cây này thì cũng là do một cái duyên thôi. Anh nhìn thấy cái làn khói trong cái quá trình mà mình sáng tác thì
mình nghĩ đến hình ảnh của một con tuấn mã. Một con tuấn mã thể hiện như giống như một người chiến binh sau một quá trình trận mạc thì bây giờ quay trở về. Và đặt hai câu thơ cho cái tác phẩm này là: vó ngựa dừng chân nơi dốc vắng, bồi hồi thương nhớ cảnh thôn trang. Thế thì cái dốc này, cái đường gấp khúc của cái viên đá này, đường trườn ở viên đá này, nếu mà chúng ta cứ hiểu nó là cái đường trườn bình thường thì đúng là nó là bình thường thôi. Và đây nó là cái sự trông tranh thì nó tạo ra một cái nét lạ hơn cho cái hòn đá này. Tuy nhiên là để phân tích về cái hình ảnh này thì lại hiểu theo một cái kênh như này. Ngày hôm qua có thể em là một vị tướng trận, ngày hôm qua em có thể là trong chốn quan trường, em có thể là một người cầm nắm những cái trách nhiệm rất là to, rất là lớn. Tuy nhiên là tất cả những cái quá trình đào tạo, rèn luyện đó để trở thành một cái người lãnh đạo đấy thì nó vẫn chỉ là trông tranh thôi. Chứ em không thể nào lên một ông quan mà em sẽ là ông quan suốt đời được. Em chỉ là ông quan trong thời hạn. Và em vẫn có thể dễ mắc sai lầm nếu mà em trong quá trình đấy, cái quá trình tu dưỡng đạo đức đấy của em không tốt, em vẫn có thể mắc. Và ngoài kia là vị tướng trận, em vẫn khó có thể tránh được hòn tên mũi đạn, và em vẫn có thể ngã ngựa, em vẫn có thể gục ngã. Thì tất cả những cái mình rèn luyện đấy, mình trở thành một cái người gì đấy rất là vĩ đại, nhưng nó vẫn chỉ là sự trông tranh, vẫn không được liền. Nhưng sau khi quay đầu trở về, người ta gọi là không chết 3 năm quay đầu về núi đấy, thì khi mà ở con dốc này, đây là gọi là con dốc của cuộc đời. Khi ở con dốc này, em vẫn còn giữ lại được cái nguồn cội gốc gác. Khi mà tiền hô hậu ủng hai bên vắng rồi, chúng ta chỉ còn mình ta quay về với đời thường thôi. Thì cái gì là cái để bám víu? Chính là quê nhà. Chính là gốc tích. Chính là gốc gác của mình, chính là quê hương, chính là cơm mẹ nấu, chính là cơm dưa cà. Thì cái đó mới là cái con đường cuối cùng để mình quay trở về. Người ta gọi là hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ với nước non rồi, bây giờ quay trở về sống đời dân thường, nhưng được tất cả mọi người kính trọng, thì em phải có một điểm bám, một điểm tựa. Điểm tựa đấy là gì? Là cái gốc của mình. Là cái nơi mình sinh ra, đấy là quê nhà của mình. Đấy. Thì cái này, cái tác phẩm này, tại sao anh đặt tên là tác phẩm Thiên Lý Mã là vì như thế. Thiên Lý Mã là vó ngựa ngàn dặm. Cái vó ngựa này ngàn dặm này không phải là đang ra chiến trận, mà lại đang quay về. Cái sự quay về bình an, cái sự trọn vẹn, nó mới là quan trọng. Còn hôm nay chúng ta lên cao, lên to, chưa chắc chúng ta đã lâu bền đấy đó. Lúc quay về bình an, lặng lòng với nơi chôn nhau cắt rốn, đấy mới là cái quan trọng nhất. Vì thấy được có nơi đón nhận được mới là quan trọng nhất. Đấy thì là ý tưởng là như vậy. Gắm vào trong cái tác phẩm này lớn thế nào? Và cái ý nghĩa nhân văn rất là lớn lao của cái tác phẩm anh đang xây dựng. Đấy, nó là hình tượng của một chú, một con tuấn mã, một chiến binh, một người lính trận quay trở về với quê hương gia đình nhà mình là như vậy. Còn tác phẩm bên cạnh thì mọi người cũng đã biết rất nhiều. Đây tác phẩm Mộng Thiên Hà. Mộng Thiên Hà cũng đã đi triển lãm. Đã đi triển lãm nhiều lần này. Rồi. Nhưng mà chắc là có lẽ là cái dịp chia sẻ về cái này nó cũng không có được nhiều lắm. Tại sao anh đặt tên Mộng Thiên Hà? Mộng là một giấc mơ. Giấc mơ có thể có trong đầu em, nhưng nó không thành sự thật. Thiên Hà là một dòng sông trời. Dòng sông trời trong đêm trăng thanh gió mát em có thể nhìn thấy ở trên bầu trời. Nhưng nó thực ra nó là một dòng sông trong tưởng tượng. Nó chưa một lần dậy sóng. Mà Đỗ Phủ cũng đã có một bài thơ về Thiên Hà rồi. Và bài thơ đấy, ở trong đấy cũng có một câu là Thiên Hà đó nhưng mà ngàn năm chưa một lần dậy sóng xanh. Cái bài thơ đấy được khắc ở bên mặt bên này của nó. Thế còn cái cây mình chúng ta nhìn ở mặt bên này nó không có gốc. Nó cũng lơ lửng, nó chỉ bám ở trên cái hòn đá này, nó lơ lửng, nó không có gốc. Và tất cả những hình ảnh của cái cây này thì nó thể hiện như là các dòng sông đều chảy về một hướng. Thế nó giống như là một dòng sông trời. Cho nên là nhìn cái ý tưởng này thì anh đặt tên là giấc mơ về một dòng sông không nguồn, mà lấy cái tên là Mộng Thiên Hà làm cái chủ đề chính cho cái tác phẩm này. Cái cây này của anh nhìn rất là phong tranh, rất là phong tranh, nghệ thuật lắm quý vị ạ. Quý vị thấy được anh Dũng Cô Ca, anh ấy
chế tác ra nhiều những cái đường nét nghệ thuật khác nhau của những cái, từ những cái tác phẩm cây cảnh này. Và cái sự kết hợp tài tình của anh, kết hợp giữa cây và đá, thì quý vị thấy từ nãy giờ chúng ta nhìn thấy quá nhiều những cái tác phẩm trên đá, chủ đề của anh trên đá. Cái đá thì cũng chia sẻ với anh em, cái này thì anh em đều hiểu rất rõ rồi. Nhưng mà cái đá đó, nó là một cái thứ nguyên liệu cực tốt để cho mình chữa lành cho các cái sự không hoàn hảo của những cái tác phẩm. Vâng ạ. Đấy. Nó làm nó lấp đầy vào những cái khoảng trống, nó lấp đầy vào những cái điểm mà cây nó còn đang bị thiếu. Dạ vâng. Thì cái đá này nó giúp cho cái cây tác dụng như thế. Anh cái ơi, thứ hai nữa. Anh nói nốt đi ạ. Cái thứ hai nữa là cái đá thì nó tạo lên cho cái cây một cái thế đứng mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Vâng. Như là cái điểm tựa đúng nó không? Nó là cái điểm tựa để cho một cách trường tồn, bệ phóng để cho cây. Đúng rồi. Thế nên là những cái tác phẩm anh làm thì thường liên quan đến cái đó rất là nhiều. Vâng ạ. Kính thưa quý vị, do cái thời lượng video hơi dài nên là có lẽ là anh em mình sẽ còn phải đi nữa. Đúng nhưng rồi. Mà sẽ tạm thời dừng video ở đây. Okay. Để chia sẻ tiếp cái video sau. Bởi vì chỉ sợ là cái thời gian nó nhiều quá. Rồi. Anh nhá. Cảm ơn Bonsai Đức Huy rất nhiều. Cảm ơn tất cả các anh chị em người xem. Bonsai Đức Huy cũng xin được cảm ơn anh Dũng và cảm ơn tất cả quý vị. Và sẽ trở lại với quý vị trong tiếp phim sau. Chào và tạm biệt quý vị.